Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Bốn Bánh Kinh Môn. Và ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục lên sóng báo giá cho cả nhà tham khảo xe đi tránh dịch. Một cặp xe số tự động hạng sang đến từ hai ông lớn của ngành xe hơi, chỉ với giá hơn 100 triệu đồng một chút thôi mọi người nhé. Chỉ với 135 triệu đồng thôi là cả nhà đã sở hữu xe rồi. Cả hai mẫu xe thì đều là màu đen rất là đẹp, sở hữu form dáng đây. Một mẫu xe đến từ thương hiệu Ford của Mỹ và một mẫu xe đến từ thương hiệu Daewoo của Hàn Quốc. Hai ông lớn của ngành xe hơi đã được khẳng định thương hiệu tại trên thị trường Việt Nam cũng như trên thế giới rồi. Cả hai mẫu xe thì đều khá là được nhiều người tin dùng lựa chọn. Chiếc Daewoo Maclus này thì được sản xuất năm 2004 nhá mọi người nhá. Mang biển thủ đô Hà Nội này. Và chiếc Ford Mondeo thì được sản xuất năm 2003. Mang biển Bắc Linh 99K3518. Cả hai mẫu xe màu đen này, sơn xi ngoại thất em nói nhé. Em sẽ đi một vòng quanh ngoại thất trước để cho cả nhà cùng tham khảo qua nhé. Và số điện thoại liên hệ của em đó là 0354152888. Và địa chỉ để xem xe trực tiếp đó là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Cả nhà quan tâm xe thì có thể xuống trực tiếp theo địa chỉ đó để xem xe cũng như đi thử để test xe nhé. Và thời điểm hiện tại thì thị xã Kinh Môn của em thì vẫn chưa có ghi nhận ca cô nhiễm Covid nào. Nên là mọi người có nhu cầu muốn xuống xem xe trực tiếp thì cứ đi lại thoải mái thôi nhá. Đó, cả hai mẫu xe và một vòng ngoại thất đây. Và bên Bốn Bánh Kinh Môn thì có mua và bán trên toàn quốc. Cả nhà có nhu cầu mua hay là bán thì cứ liên hệ cho em. Ưng xe thì chỉ cần cọc trước cho em 30 triệu đồng nhá. Em sẽ vận chuyển xe lồng cho cả nhà. Mà xe lồng bên em mình đi dọc tuyến quốc lộ 1. Mọi người đón nhận xe tại dọc tuyến quốc lộ 1 nhá. Đây một vòng quanh xe đây. Sơn xi thì cả hai chiếc thì đều còn rất là đẹp. Cả hai chiếc thì bên em đồng chào bán với giá là 135 triệu đồng. Mọi người ưng xe nào thì cứ liên hệ cho Bốn Bánh Kinh Môn. Em sẽ gửi video quay chi tiết cho cả nhà cùng tham khảo được kỹ hơn nhé. Mà chiếc đầu tiên em xin giới thiệu cho mọi người đó là chiếc Ford Mondeo này. Sản xuất năm 2003 nhé. Phiên bản số tự động bản full option. Một mẫu xe được trang bị khá là nhiều tính năng an toàn hiện đại trên xe mọi người nhé. Không thiếu một chức năng gì cả nhé. Đó. Điều hòa auto này. Màn hình cam lùi này. Vị trí nhớ ghế này. Rồi là đèn pha auto. Cũng như là túi khí an toàn thì xung quanh xe mọi người nhé. Có tận 6 túi khí an toàn. Nội thất ghế dọc da màu đen này. Rất là đẹp luôn nhé. Ghế điện này. Một mẫu xe hạng sang. Và ngày xưa thì mẫu xe này thì chuyên dùng để công vụ của nhà nước mọi người nhé. Chuyên dùng để chở các vị lãnh đạo cấp cao của nhà nước. Một mẫu xe là được rất là nhiều người tin dùng. Một mẫu xe tiền tỷ. Tại thời điểm hãng giao bán chiếc đầu tiên thì là giá lăn bánh của chiếc xe này thì là hơn 1 tỷ mọi người nhé. Loanh quanh tầm khoảng tỷ 3. Từ 2003 đến giờ thì mọi người cũng hiểu rồi. Một mẫu xe cực kỳ sang, là một sự lựa chọn mơ ước của rất là nhiều người. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì chỉ với hơn 100 triệu đồng thôi là cả nhà đã sở hữu, em nói rồi nhá. Túi khí an toàn này, các cột B rồi cột C đây mọi người nhá. Đây, xung quanh xe đều có túi khí an toàn nên là chở gia đình đi lại khá yên tâm. Nội thất đây nhá. Nội thất thì rất rộng rãi rồi. Tắp đô tắp đi đây. Rất là sạch sẽ, một chiếc xe nội thất tươi, sơn xi đẹp, keo chỉ zin, xe không lỗi. Và được trang bị dàn lốp đây mọi người nhá, dàn lốp khe rãnh này. Bộ mâm núc đa chấu rất là đẹp luôn này. Đăng kiểm đến tháng 10 năm 2021. 135 triệu đồng thôi. Cho một mẫu xe full option, cửa sổ trời, ghế điện. Các tính năng an toàn hiện đại thì không thiếu một chức năng gì mọi người nhá. Cảnh báo va chạm tất cả đầy đủ hết nhá. Đó, 135 triệu đồng thôi. Và tiếp theo nữa là mẫu xe Daewoo Maclus này. Sản xuất năm 2004 gà nhá. Mang biển 29A83118. Và với mẫu xe này thì bên em cũng đang đồng chào bán với giá là 135 triệu. Và xe thì được trang bị bộ mâm núc rất là đẹp luôn. Dàn lốp 4 quả khe rãnh thì cũng rất là mới rồi, cực kỳ mới luôn nhá. Đăng kiểm tháng 8 năm 2021. Về phần nội thất của em nó đây. Được trang bị ghế điện này. Ghế bọc da màu kem này.
còn rất là mới luôn nhé. Vô lăng 4 chấu này, trang bị túi khiên toàn phanh ABS, vô lăng khá là đẹp luôn, nội thất rất là tươi, màn hình này, điều hòa auto, cửa sổ đây, trần nỉ nguyên bản khá là sạch sẽ, nội thất đây, tắp đồ tắp đi đi nhá, rất là tươi. Một chiếc xe hạng sang, hạng D, nội thất gì rất là rộng rãi rồi, xe đi cực kỳ đầm chắc cả nhà nhá. Máy số thì khẳng định với mọi người là cùng đời không đối thủ luôn nhá. Một chiếc xe là còn giữ gìn rất là tốt luôn, được bác chủ xe rất là giữ gìn. Đây nội thất tắp đô tắp đi đi nhá, rất là sạch sẽ cả nhà này. Xe thì em cũng cam kết là không lỗi nhá, không có tai nạn, không gặp nước, nên cả nhà cứ yên tâm khi sở hữu xe. Về phần hệ thống khung gầm em nó này, đó khung gầm đấy nhá, khung gầm này không bục ngoặt nhá. 135 triệu đồng thôi cho một cặp xe sang số tự động. Cả nhà đang có nhu cầu tìm đến mẫu xe số tự động mà với giá thành chỉ hơn nhô 100 triệu đồng chút thôi, thì một cặp xe này thì rất đáng để chúng ta quan tâm. Mọi người mà ưng xe thì liên hệ cho bốn bánh kinh môn theo số điện thoại 0354 152 888 nhé. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tới nhé.